Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An. Đến dự có Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An. Theo đó, Chính ủy Quân khu 7 quyết định bổ nhiệm chức vụ có thời hạn đối với Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An, giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kể từ ngày 10 tháng 8, 2023, đồng thời bổ nhiệm chức vụ có thời hạn đối với Trung tá Nguyễn Hoàng Điệp, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Trụ, giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An kể từ ngày 10 tháng 8, 2023. Hội nghị tiến hành các bước bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tân An đảm bảo quy định. Các đại biểu cũng thảo luận về một số nhiệm vụ quân sự cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.